để bán đến hàng dư đây là chỗ quán làm gì ăn kiểu mì rồi này. Đó, cái mì rất là dư dư. Các bạn rửa tay chưa? Vơ. Rồi mẹ ai áo tí mà vơ mẹ này sang mì bò này đây sao? Tay mà làm đánh được à? Mì bò vơ. Sang đây cái là nghe nó đang khay mình đây. Quay cả mặt á? Quay cái mặt con này. Đây con đây sai rồi. Con đây là bên này làm rau. Bên này làm rau đó. Toàn chưa có người yêu hết. Đây là các em này chưa có người yêu nha. Ai thích thì đi. Con trông hay con thiệt con. Chưa biết yêu là gì. Chưa ai có người yêu hết. Sao vẫn bẹn chiếu bên đây. À, mi đây sao con tiện con phèn á. Ba giúp cầu mà hai lần hai hiếu bên đây này cũng mượt thanh phát với. Mi chắc chưa cầu luôn. Đây Thèn Vĩnh Hoàng đang quay các bà nhé. Đây rất là điêu luyện, đây là cái đây là bảo làm trực tiếp à? Chúng ta sẽ đổ gà lên và sau đó sẽ giá. Giá xong rồi phải lấy nhưng mà không có cái lạp à nhỉ? Có chứ. Cái lạp mà tính kinh là cái gì? Là cái sáp ong. Cái ong sáp đi. Cây. Ok đấy chúng ta sẽ đi. Trời đâu. Có 10 lông gà cháy. Đâu bây giờ phải ơi. Xấu hổ mưa là cười cái gì mà to không nhỉ? Quay lại đây. Cháu ăn một cái được không? Được, được nè. Chưa được ăn đâu nhỉ? Được, đâu. Bao giờ làm lễ mới được ăn vậy? Ừ. Hơi ấm gì? Ôi luộc ngô à? À làm món canh thập cẩm phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Đây là vừa giới thiệu là các cô gái là chưa có người yêu hả? Quay ở đây nữa ngại lắm, toàn cắt thím. Toàn cắt thím nữa. Thím mà chưa có người yêu à? Đang đánh thôi, không nói bánh như thế đâu. Đang làm bánh. Nói bà thế nào? Làm bánh à, để làm à, nấu kem phải làm bánh thế này mới được. Ừ, đây các bạn ơi, đây là đây đang làm bà này làm đây. Bánh. Rồi. Đây ta làm bánh mang lên cúng cho các thầy tướng. Kem, bà kem ơi, làm bánh đây. Ồ. Rồi, không lấy mặt bà đâu. Vâng, không lấy mặt đâu bà. Cứ lấy cái này thôi. Lấy cái cho đây, tay thôi nhá. Hôm nay là lòng khen bà khen ấy, ra bánh hơn. Cưng lòng chúng tôi phải ra thế này mới được á. Vâng. Bánh mới bánh mềm á. Thật thật thật. Ở ngoài này rất là nhộn nhịp đây. Lại đi vào trong xem với thầy thôi. Tôi lại múa chưa? Vẫn đang giải lao à? Có một người hát Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đừng nhiều vải thế ba. Vải người ta về tặng. Người ta tặng bà then phải không? Đi về tặng. Vâng. Thế mới cho con này nó bà. Đấy cái tinh nữa. Làm cái lồng mà. Bon để tụi nó cho ba tụi tắm về. Cá tiêu. Với lạc nó thế thế này. Ngày nào á. Sao vừa lo. Lo sao mưa lo rửa tay con cái này để sang rửa tay xanh là phải vâng đi đi rửa tay đi chữ này mình phải đi mua hay là ai viết cho? Chữ này ông thầy viết cho. Ông thầy hôm xưa cấp sắc đấy. Thầy cấp sắc. Hôm nay thầy không đến à? Hôm nay đến. Đến thầy viết lại tờ bằng. Viết ở bên kia. Bằng mới. Bên nhà này à? Trên tầng. Trên tầng 3 ấy. Lùi cái bát hương ra đấy. Lùi vào đỡ mà hai thằng kia vào hai thằng tắm được phải cẩn thận đấy nha đi đây con đời cho xem làm bánh này nào cho bánh vào trong đấy à cho bánh vào trong cái giỏ đấy à rửa tay cho thầy ơi làm bánh cái này là làm lẩu van làm lẩu van cái này cái này là phát nút rượu ấy vâng. Làm cái kia là ca ca tiêu cái này là ca tiêu thằng Mai thì chết ăn bánh từ đây ôi trời ơi đây làm là lúc nào à đến đây giúp ơi đến nào được này à đã cần làm ở đây đây ý cần bắt làm nó sẽ đấy áo làm ở đây đây nghề nè cầm bóng này đi bóng này đổ nhau làm mấy đây các thầy đang nặn bánh này các thầy rửa tay hết rồi rửa tay bằng Omo hết rồi vâng thầy rửa tay bằng Omo hết rồi sạch sẽ lắm rồi làm thêm thế này nó không làm bẩn đâu vâng làm bánh này cho các trước vâng đây là cho các cụ á dính hết vào lá rồi nhỉ lá rồi cái này to thế làm bờ bờ thôi to lắm mà tốn nhiều lắm khổ không đủ làm bờ bờ được hôm nay làm mà lễ không sợ tốn nhiều đâu cứ làm càng to càng tốt nhỏ không sợ to các thầy này giá bánh tốt lắm rồi tinh dính nhau này đâu một cục về lăn lăn thích lắm mềm lắm nhỉ vâng
lăn lăn làm bằng cái bánh xe. Vâng. Ây da. Sao nó lăn lăn được nhỉ? Má, ngầu gì ông má. Đây, đây, xem đây. Vâng, ôi đẹp nhỉ. Nó vừa tròn vừa to. Nhìn các thầy nặn bánh thích quá. Càng làm thì càng dẻo. Càng nhai nó càng ngọt. Càng nhai nó càng đạt ngọt. Cái này mình làm là hả? Cái bên kia làm á? Cũng làm làm. Cái nón cũng bằng bánh à? Cái ông ăn được một cái tâm bê. Làm xuống dưới. Có làm cái bánh mấy vậy? Có làm cái bánh mấy vậy? Cái này làm được tâm bê. Sắp mật ong đây. Sắp, sắp mật ong. Sắp ong. Dán chữ xong rồi đấy. Hai thầy này dán chữ xong rồi. Còn một chữ nào? Còn một chữ nào? Hết chưa? Hết rồi. Chào nha. Đây là cái nón phải không? Cái này ngày mai cho lên lên chạm trên kia. Làm bằng cỡ gạo nếp hết nhỉ? Ồ, cái này chấm chấm này mới đẹp này. Cái này là đây là cho cái gì vào đấy? Cho màu vào cho nó đẹp. Cho màu như bôi son ấy. Vâng. Trang điểm cho nó đẹp thôi. Thế này để ngày mai các quan gọi là các cộng cái gì nhỉ? Đó là cái gì? Bên đồng có là cái gì? Các cậu bé xuống để bán cái này, cậu bé nhập xuống là như con như trẻ con đấy là bắt đầu lấy cái này đi bán cho mọi người. Hay nhỉ. Bên đồng người ta gọi là cậu ấy, các cậu ấy. Là những cái quan còn trẻ con ấy. Còn trẻ con được làm quan rồi. Quan trẻ con ừ. Cá tiêu tớ con đâu. Cá con đâu. Cá tiêu. Các tướng này cá tướng sang ngoài văn. Các tướng trẻ như kiểu như kiểu Hồng Hà Nhi ấy à. Này con tướng sang này là đang ăn. Cá đi cơ. Cá này cho bạn. Bạn báo cảnh cho bạn nó xong rồi trong ăn. Bà Tân Thành đến đây rồi bà. Vâng. Vâng, tôi nọ vào ăn cưới gặp mà. Tôi nọ cho ăn cưới. Có phải ở nhà chị Hiền không? À không phải. Cái số 16 à? Sài Hồ á? Thấy bà quen lắm, giống bà ở trong nhà chị Thìn ấy. Cái gì? Còn phéo ấy. Còn phéo ấy, cái này là cái số rồi. Sài Hồ, cái số 16 mà. Vâng. Chắc là bà ở hội thôi nhỉ? Chắc là bà ở hội thôi. Phát tướng béo. Phát tướng ra nhỉ. Phát tướng ra đấy. Thầy nào cũng phát tướng ra rồi. Rồi cho lên nè. Cho lên rồi, xong rồi. Này. Này ba Linh à, lấy nước phải rửa tay ra. Còn được cái nào không? Đắt còn được cái nào không? Kéo năm ma giáo mừng. Đắt là dùm gì? Năm ma giáo mừng kẹt á. Đắt lắm rồi. Đẹp lắm rồi. Không thiếu rồi. Cần áo mai đi đâu thử. Vèo cần hứ. Vèo cần nữ, vèo cần đồ áo. Bà ấy bảo ai lên nước cho rửa tay. Bà ấy lên nước rửa tay ấy bà.
Xin chào các con thầy. Bảo mẹ. Bảo mẹ lấy nước cho các con thầy. Ông bà bảo người lấy. Bà mới biết người. Vâng. Rồi bắt đầu cho gạo lên trên đi đấy. Ô, treo thế à? Không phải để lên trên là treo à? Đây là gạo của những người đến nghe then đấy bà nhỉ? À, các con gửi đấy phải không? Ừ, để giải hạn phải không? Cả lên hộ lên hàng. Các quạt kiếm nghĩa, con lấy một tí gạo lên chạm đinh này để kết sao hôm nay đến giờ tốt thì kết sao kết hạn, ai có hạn thì giải sao giải hạn phải không? Ừ. Cộng sao tổng hạn đi, con cho các con có con quý. Này nhờ. Chạm mạ chạm binh à? Cầu ba binh á? Bên này á? Bên kia? À, cái rắn giấy đẹp kia phải không? Cái cầu để con ký, để treo áo, để tham cây mạ đây. Vâng. Giới thiệu là cái này đấy, cái cầu tiếp cầu nối sâu các con hương con hoa đây. À vâng. Cầu kia là cầu ba binh đi lên. Cầu binh, cầu binh mang. Cái đạo này là các binh mang ngựa trên đây. À, thế à. Đây là cái cầu để dân. Hãy xong đi cái đó nó mang ta. Sao à?